Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng trong dịp đón năm mới 2021 ước đạt hơn 50,3 ngàn lượt, tăng khoảng 38% so với dự kiến trước lễ. Trong đó chủ yếu là khách nội địa, khách có xu hướng đi lẻ, đi theo gia đình và tự đặt dịch vụ. Dịp này, ngành du lịch cùng các sở ban ngành thành phố đã tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu du lịch với các gói dịch vụ, sản phẩm, các sự kiện lễ hội hấp dẫn đa dạng phục vụ khách du lịch. Đặc biệt là chương trình lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 diễn ra từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến ngày 2 tháng 1 năm 2021 với nhiều hoạt động mới hấp dẫn như lễ khai mạc đặc sắc với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng, thưởng ngoạn sông Hàn về đêm, hoạt động diễu hành xích lô du lịch, lễ hội đếm ngược chào năm mới, chương trình lễ hội mì, các chương trình nghệ thuật đường phố cùng nhiều hoạt động bổ trợ bên lề khác. Những hoạt động này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khi đến với thành phố biển Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch năm nay.